Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để tổ chức thẩm định, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư công. Theo đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đề xuất đầu tư với chiều dài 53,7 km từ tuyến tránh quốc lộ 1 thành phố Biên Hòa đến quốc lộ 56 thành phố Bà Rịa. Giai đoạn 1 quy mô từ 4 đến 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17.837 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đề xuất đầu tư với chiều dài 188,2 km. Điểm đầu của dự án giao tuyến tránh quốc lộ 91 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Điểm cuối tại cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng có quy mô dự kiến từ 4 đến 6 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư theo quy mô 4 làn xe khoảng 45.224 tỷ đồng từ vốn đầu tư công.